Ok, xin chào tất cả các bạn. Thì như mình đã hứa thì qua Tết thì mình sẽ chơi một cái game gọi là tuổi thơ, gọi là game tên là Thập Tự Trinh. Nhưng mà cũng khá lâu thì mình mới làm được. Thì mình phải sắp xếp công việc với Tết nhất. Thì đây là lần đầu lần trở lại lần mình quay lại làm game mà cách đây khoảng 3 năm. Nghĩa là khoảng 3 năm rồi mình làm lại game. Trong thời gian 3 năm đấy thì mình cũng phải đi làm việc, xong rồi cũng có một thời gian chán game, nhưng mà bây giờ thì mình cũng đã tìm lại được cái niềm đam mê về game ấy, nên là mình sẽ cố gắng ra nhiều video hơn. Thì để tri ân các bạn đã ủng hộ mình thì mình sẽ làm một game của dòng máy PS1, là cái game Thập Tự Trinh mà mình cũng rất là thích chơi game này. Thì trước khi mình vào game thì mình có tâm sự một chút, đó là mình đang phân vân là không biết là có nên stream game hay không, hay là chỉ làm video game thôi. Thì mình đã phân tích các kiểu cho hợp với mình hay không ấy, thì mình đã nghĩ rằng là mình sẽ nên làm video game thôi, nhưng mà mình không edit nhiều mấy, nhiều khi có những cái đoạn nó cũng hơi rườm rà thì các bạn tu hộ mình nhá, thì không có nhiều thời gian edit. Còn không stream game thì sẽ rất là khó giao lưu với các bạn. Thế nên là các bạn nào mà có các câu hỏi hay gì đấy và về game hay về đời tư thì hãy để lại dưới phần bình luận, và xong rồi mình sẽ cố gắng tổng hợp lại. Câu hỏi về game thì các bạn cố gắng xem lại video, nếu mà không có trong video ấy thì có lẽ là mình khả năng là mình không biết tại vì những gì trong video là mình đã nói hết rồi. Còn về đời tư thì mình sẽ cố gắng là câu hỏi nào thì trả lời. Mình sẽ làm một video kiểu dạng question và answer ấy, kiểu kiểu Q&A ấy, để trả lời. Và có một vấn đề nữa, đó là phần về donate. Donate thì nó cũng khá là phổ biến với giới làm game, đặc biệt là các bạn streamer ấy. Thì mình cái đấy thì mình nói là mình tâm sự là đối với mình thì cái phần donate đấy nó cũng đối với mình nó không quan trọng lắm. Các bạn không cần ủng hộ mình bằng tiền. Các bạn nếu muốn ủng hộ mình thì các bạn hãy đừng bấm bỏ đăng ký, đừng bỏ mình ấy. Thứ hai đó là những bạn nào mà chưa bấm đăng ký kênh nhưng mà thấy thích mình hay là muốn ủng hộ mình ấy thì bấm đăng ký. Nếu được thì bấm luôn cái chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có video mới. Và cuối cùng đó là nếu các bạn thích thì chia sẻ video của mình với những người họ cũng quan tâm về game đấy. Lên đến đâu thì các bạn. Rồi. Đó là các vấn đề mình muốn nói trước khi vào game. Bây giờ mình sẽ vào game nha. Game này thì tên tiếng Anh nó là, như trên màn hình ấy, là Brigandine. Mình đọc cái phần thuần Việt đấy. Còn tiếng Việt thì nó là Thập Tự Trinh. Nó là game người ta đặt tên như thế. Cũng như cái game Mộc Đế thì mình cũng sẽ giới thiệu qua về bối cảnh của game hay những đặc sắc của game. Thì game này là một game chiến thuật dàn trận đánh nhau trong gồm có tất cả 6 nước. Mình không nhớ rõ lắm, mình chưa vào game, nhưng mà mình nhớ ngày xưa mình chơi được có 6 nước. Và mỗi một nước lại có một cái đặc điểm khác nhau. 6 nước này thì trải đều trên một cái lục địa, người ta gọi là lục địa O gì đấy, Oceania gì đấy ấy. Các bạn tưởng tượng ấy, là ngày xưa bên Trung Quốc thì có thời Chiến Quốc là lục quốc phân tranh, thì thời này cũng tương tự như thế thôi. Các bạn là phải gọi là làm sao ấy sử dụng cái cách chơi của mình để có thể thống nhất đất nước, có thể thống nhất được toàn cái cõi lục địa đấy là đất của mình luôn. Thì đầu game thì mình sẽ chọn cái nước gọi là nước cơ bản nhất để cho các bạn chưa chưa chơi game này bao giờ ấy, thì có thể nắm được cách chơi và bối cảnh luôn.
Nói chung là đội đỏ thì các nhiều bạn chơi quen rồi, nói chung là cũng nên chơi các nước khác, nhưng mà mình sẽ chơi đội đỏ đầu tiên. Mình sẽ cố gắng nếu mà được sẽ chơi đủ 6 nước luôn, tại vì chơi mỗi nước lại có khám phá một cốt truyện mới rất là hay. Thế là đầu tiên thì đội nước đỏ thì là đầu tiên đó là chàng thái tử của một cái đất nước rất là lớn. Sau rồi cái nước nước đấy bị ông tể tướng cùng bè phái của hắn gọi là phản loạn, cướp cướp luôn đất nước, gọi là chiếm chiếm đất nước luôn đấy. Xong rồi chàng hoàng tử này phải phải cùng với các lân cận bỏ chạy sang nước láng giềng. Thì anh ta đi sang nước láng giềng và nước thuyết phục cái nước đồng minh đấy giúp mình giành lại hòa bình, thì nước ấy đã đồng ý và cuối cùng là nước đấy được đặt tên là New Armenia, mình nhớ không nhầm là thế. À, làm bài game luôn nha. New game. Cái lục địa tên là lục địa Forsena. Ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem 6 nước nha. Thì nước đầu tiên là nước New Armenia. Nước ở phương Bắc là nước Nogaz. Nước ở phía Đông là nước Leonia. Nước ở phía nên hướng này gọi là hướng hướng Đông Nam là Iskalio. Nước ở trung tâm là nước Egades. Thì nước Egades này ấy, chính là cái nước mà ngày xưa là hoàng thái tử ở đây. Và đây cái ông cầm cầm cung này đó là ông đấy, ông ấy tể tướng, ông ấy phản loạn, và mục tiêu của nước đỏ là phải tiêu diệt nước tím, và nước cuối cùng đó là nước Stillion. À, cái này thì mình sẽ giới thiệu sau, giới thiệu luôn nhá. Đầu tiên là nước Leon đi. Thì nước này là yêu chuộng hòa bình, màu xanh lá cây. Thì đứng đầu đó là vua Kai, được mệnh danh là người thông thái nhất lục địa. Ông ta là một pháp sư. Nước này cũng có khá là nhiều tướng xịn sò bạn ạ. Nước đỏ, nước chào hoàng tử, hoàng tử Lan Lan Ke, đọc theo từ của thuần Việt nhé, Lan Ke. Nước này thì nó cũng tướng không 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 mình thấy cảm thấy là nó không mạnh lắm đâu, nhưng mà nó có nhiều sự giúp đỡ từ bên ngoài bạn ạ. Nó có nhiều các trong thời gian nó theo thời gian ấy thì nó sẽ có thêm nhiều cái sự giúp đỡ từ bên ngoài. Nước tiếp theo đó là nước phương Bắc. Các bạn xem phim Game of Thrones đúng không? Thì cái nước này nó cũng giống như kiểu là cái nước nhà Stark ấy, thì phương Bắc mà các tính cách ở đây, họ ở đây thì họ rất là tự lập tự cường, họ không cần sự giúp đỡ của người khác, và vị vua của họ là ông là tên là Vaynas. Thì vua này họ được mệnh danh là sói trắng này, anh ta rất là tham vọng. Đất nước tiếp theo là nước Leonia, là đất nước có một đặc điểm địa lý rất là đặc biệt luôn, đó là đất nước rất dễ phòng thủ, tại vì họ được bao quanh bởi một bên là biển, một bên là một dạng núi rất là dài, dạng núi rất là dài. Các bạn mình không thể chỉ ở trên màn hình, ở đây mình dùng con chuột được nhỉ? À không được, dạng núi rất là dài bao quanh ở phía tây và chỉ có hai cổng thôi, một cổng
cổng ở phía Bắc, cổng ở phía Nam. Với nước này thì đứng đầu là hoàng hậu, người có gọi là tâm hồn rất là thuần khiết. Và đất nước này mệnh danh là đất nước tình yêu, ai cũng xứng đáng được tình yêu. Đất nước tiếp theo là đất Iskalio. Đất nước này thì các bạn nhìn tên đứng ông vua đứng đầu ấy, tên là Darius, là như kiểu một thằng hề đúng không, nhìn cầm cái lưỡi hái. Đất nước này thì khá là dị, rất là nhiều tướng dị luôn. Mỗi người một tính cách khá là kỳ lạ, như cái giáp sức trung ương vậy. Đất nước cuối cùng là Esgaret, thì đất nước này thì có nhiều thành trì nhất và cũng như là diện tích họ lớn nhất. Có rất nhiều tướng mạnh mà nó khá là nhiều tướng mạnh luôn, nhưng mà cái khuyết điểm ở cái nước này đó là đứng ở, nó nằm ở giữa trung tâm, nó phải phân tán lực lượng quá nhiều. Mình đếm xem có bao nhiêu nước nào, 1 này, 2 3 4 5 6, đúng rồi, đúng 6 nước kiểu quốc phân tranh luôn. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại nước Armenia, Armenia. Ok. Đây chính là cái lục địa ở Phocena mà các bạn biết. Là một mảnh đất gọi là rất là nhiều gọi là sức mạnh thần bí. Một lần thì giữa trung tâm đất nước là cái đất nước Armenia. Họ đang chiến đấu rất là dài với Nogat, đất nước phương Bắc. Và trong năm 14 thì họ đã chiến thắng, nhưng mà hình như là vua, tức vua hay là bị độc Even chết. if war covers the world, even if all Forsena burns to ash, I will fight on like a demon. I will rule it all. Đấy, và đây là tể tướng họ đem ra quyết định đó là phải lật đổ, tại vì thời cơ chín muồi. Vị vua của chúng ta là bị mất sau chiến tranh ở phía Bắc. Đây là đêm, mình sẽ dùng tiếng Anh hạn hẹp của mình để dịch nhá. Là bên trong cung điện, người thủ đô là Lores. Đây là tướng Garin, là hầu cận của, không phải hầu cận mà là người rất là quý hoàng tử Lancer. Cảm ơn bạn, hoàng tử đã an toàn rồi. Lancer, điều gì xảy ra vậy? Đây là một cuộc phản loạn, chúng đã chiếm được quyền kiểm soát lâu đài. Hoàng tử đang trong tình trạng nguy hiểm, tôi có nhiệm vụ phải bảo vệ an toàn cho ngài. Đấy, đang đi thì gặp ngay tên Zemekit, tể tướng. Hoàng tử Lancer, cuối cùng tôi đã tìm được ngươi. Lancer, tướng đại nguyên soái Zemekis, tôi rất là vui khi bạn an toàn. Hoàng tử rất là ngây thơ luôn. Garen, cư Zemekis, rút khỏi đây, rút khỏi đây đi, đồ phản bội. Lancer, cái gì? Zemekis, gì nhỉ? Tôi không thể đảm bảo ai rời khỏi đây, nhất là cái gia đình hoàng gia. Ngươi phải chết hoàng tử. Có lẽ ngươi sẽ tìm được
Yên bình cùng với cha của ngươi ở thế giới bên kia. Hoàng tử Lan Sơ. Trời ơi cha. Điều gì cha tôi đang ở đâu? Ở vua Hengist. Tôi xin lỗi anh ấy đã chết. Ông ấy đã chết dưới tay của Gador, được mệnh danh là Deskanai. Deskanai thì khỏi phải dịch đúng không? Hiệp sĩ chết chóc. À không phải là bị độc mà là bị ám sát các bạn ạ. Nó cũng khá là giống với cái phim Game of Thrones, đó là cái vua điên ấy lại bị hậu cận của mình giết chết. Trả thù cho cha của ta. Chắc không phải đối của ông này. Còn non và xanh lắm. Nhìn yếu thế này mà nó cầm một tay nó đủ rồi, đủ chơi chú rồi. Đồ ngu ngốc. Hoàng tử. À, ông ấy mang thân ra để chắn. Ok. Đồ ngu ngốc. À, đứng giữa ta và hoàng tử. Ta sẽ cắt người làm đôi. Đó chỉ là một vết xước thôi. Ta là tướng quân Gerin cho 100 trận chiến. Ngươi nghĩ có thể vượt qua ta sao? Hoàng tử, chúng ta phải chạy thoát. Dancer, còn lâu. À, để mất quê nhà, cha ta và... Là gì? Ta thà chết còn hơn. Hoàng tử Lancer, hãy nghe tôi. Đất nước đã bị mất, nhưng trong khi người còn sống thì vẫn còn hy vọng. Chúng ta không thể để vứt mạng sống bởi điều vô ích. Điều khuyên đúng đắn đã khiến hoàng tử nghĩ lại và họ đang chạy thoát. Họ đang chạy thôi chứ biết thoát hay không. Gerin, ta không thể để ngươi phía sau. Demekis, ta sẽ kìm, ta sẽ giết cả hai luôn. Ok, có một gọi là hiệp sĩ là con gái đã đứng ra cứu hai người kia. Lady Kanai, hoàng tử Lan xe chúng ta không được chết ở đây. Amakia đã sụp đổ. Bóng tối sẽ bao vây cả lục địa Forsena. Máu sẽ tuôn ra và mọi thứ sẽ bị quên lãng. Người phải sống để dừng nó lại. Lancer. Hoàng tử Lancer. Người hãy nghe cô ấy đi. Đoán thế. Để phục vụ lại đất nước của chúng ta, đó là nhiệm vụ của chúng ta. Lancer, nhưng đất nước đã mất, không còn gì ở đây cả. Đừng bỏ cuộc, bạn phải tìm lối thoát, nhưng bạn phải phát triển mạnh mẽ lên. Tôi sẽ bảo vệ bạn. Thoát khỏi đây. Nhanh lên. Cảm ơn cô nương.
Hoàng tử, hãy chạy đi. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ. Đất nước vua Coel của Basto luôn trung thành với Anmekia. Anh ấy sẽ giúp chúng ta. Cảm ơn vị cô nương. Tôi sẽ không quên điều này. Hãy cẩn thận. Nữ nhân, ngươi sẽ thấy được sai lầm khi đứng trước mặt ta. Hè thử đi. Rồi vào năm 215, đất nước đã bị lật đổ, đã bị phản loạn. Ok, không quan trọng lắm, mình sẽ bỏ qua nha. Đây là tại tại thủ đô Bastille. Đây là vua Coel nha. Vua Coel. Hoàng tử Lancer, tôi rất vui khi ngài an toàn. Cảm ơn. Tôi mang đến một tin tức, đó là đất nước Armenia đã bị chiếm quyền. Tôi tới đây là để hỏi sự giúp đỡ. Well, tất nhiên rồi. Tôi đã nắm được tin tức và tôi sẽ làm gì được gì cho bạn nào. Lancer. Gì đây? Nghĩa là sức mạnh của Zemeckis thì quá lớn. Tôi nghĩ tất cả những gì đều đã mất. Tôi chỉ muốn chết thôi. Nhưng Giannis đã khuyên tôi và tôi sẽ chọn sống tiếp để đấu tranh giải phóng đất nước. Hoàng tử. Đây là Melagon, là con trai của tướng vua Coel. Cái mái tóc đỏ. Một từ lớn lao được thốt ra bởi một đứa trẻ ranh. Cha, nếu chúng ta cho anh ta sự giúp đỡ thì Zemeckis sẽ không tha chúng ta đâu. Người hãy xéo đi. Geren. Zemeckis chắc chắn sẽ tấn công. Hắn muốn thống trị cả thế giới này và không ai thoát được hắn đâu. Vậy Geren, bạn muốn điều gì? Tôi biết đó là rất nhiều để hỏi, nhưng hãy để cho Hoàng tử Lan có một vài người lính của Pastel. Mình thử liên tưởng lại cái game game ở thủ đô nó xem nó có giống giống nhá. Nó là cũng bắt đầu bởi một cái sự gọi là không 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 giống lắm. Bên thủ đô không có phản loạn ngay đầu game. Một đồ nực cười. Tôi biết nó là một yêu cầu khó khăn, nhưng Zemeckis đã đem sự kinh hoàng cho lục địa Forsena để kết thúc nó. Chúng ta phải đánh bại hắn và phục hồi Emekia. Tôi tin Hoàng tử Len là người duy nhất có thể làm được điều này. Trời ơi, nói thật là mình gọi là Hoàng tử Len thì chắc là mình gọi là xúc động, bật khóc luôn.
Tại vì có một người gọi là trung thành, gọi là tuyệt đối với mình như này, mặc dù mình thì cùi bắp kiểu như thế ấy, không hiểu sao ông này là có thể gọi là có thể gọi là nhìn một hoàng tử có tầm tuổi teen ấy mà lại có thể nhìn được cái tố chất của anh ta, có thể phục hồi lại được lục địa và là người duy nhất hơi điêu tí. Nhưng mà ông này nếu mà ông ấy nhìn được người như vậy thì ông cũng gọi là siêu phàm luôn, không phải là người bình thường. Meleagan, quá đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa. Meleagan là con ta, hãy để ta hỏi Hoàng tử Lan một câu hỏi. Điều gì quan trọng nhất để trở thành một vị vua? Cha ơi, người cha quyền năng, đừng mất phí thời gian nữa. Nói cái gì mà mình không không dịch được thì mình cứ dịch theo ngữ cảnh của các bạn nha. Một điều quan trọng nhất, tôi nghĩ đó là sự trung thực. Một vị vua thì không thể lãnh đạo đất nước mình nếu thiếu sự trung thực với mọi người và hiệp sĩ của họ. Trung thực họ có thể là chất là tin tưởng. Tin tưởng thôi thì thấy sai, tự tin tưởng. Đang suy nghĩ, ta nhìn thấy một sự dũng cảm trong mắt của Hoàng tử Lan, sức mạnh và sự quyết tâm, có cả sự tốt bụng. Tất cả mọi người khi ta ngày hôm nay tao sẽ sinh thành ra một đất nước mới. Với sự lãnh đạo của Hoàng tử Lancer, chúng ta sẽ đấu tranh mang về mang về hòa bình cho lục địa Forsena. Pastel bây giờ sẽ theo chuyện đổi tên thành New America. Đổi tên không đúng lắm là Reborn, nghĩa là tái sinh. Cái gì? Cha, phải là một trò đùa đi quá xa rồi không? Ông này còn tin cả mẹ Hoàng tử Lan còn nhiều hơn cả cả ông kia luôn. Là bá đạo. Hoàng tử Lan của chúng ta thì cũng giống như kiểu Lưu Bị các bạn ạ. Đi đến đâu được lòng người tới đấy. Đi đến đâu là được người ta yêu quý tới đấy, giúp đỡ nhiệt tình luôn. Cohen, đây không phải là trò đùa. Một vị vua, nhiệm vụ đầu tiên của họ là bảo vệ người dân và đất nước. Anh ấy đã làm ta ngạc nhiên. Thật là buồn, con trai của ta, con đã quá ích kỷ rồi. Chúng ta sẽ ok. Hoàng tử Lan, tôi rất tin ở bạn là có thể trở thành một vị vua vĩ đại và vượt qua khó khăn. Cảm ơn đức vua. Cái gì không được? Nghĩa là đừng có nói những lời đấy. Bây giờ có phải bạn đã mất tự tin không? Không, tôi rất là hài lòng. Tôi sẽ không để bạn thất vọng. Tôi thề là sẽ phục hồi lại Amekia và mang hòa bình đến cho lục địa Forsena. Joanne, ha ha ha. Tôi rất là vui khi thấy là sự quyết tâm của bạn. Các bạn xem nãy giờ thấy cảm xúc không? Thấy một cái game từ ngày xưa mà nó lại cốt truyện nó hay ấy, nên là đem vẫn có thể đem lại cho mình những cái cảm xúc. Mình từ nãy giờ mình đọc và mình thấy rùng mình luôn. Rùng mình nó là tại vì nó không 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 nghĩ nó tồn tại ở trên thế giới này luôn. Và sự tin tưởng tuyệt đối luôn.
Ý tưởng tuyệt đối về một người gọi là người lạ, người gọi là lạ hoắc mà còn trẻ măng nữa. Ok, sẽ có một chuẩn bị cho một cuộc phản công. Những hiệp sĩ của chúng tôi sẽ theo lệnh của người. Hãy để người người có lẽ người nên có thể người sẽ lãnh đạo họ tốt. Ok, chúng ta đã được chơi game rồi. Thì bây giờ thì đây là con chuột này, là một cái hình lông chim, và đây là cái lục địa. Mình phải làm quen lại một chút đã. Lục địa của chúng ta, bây giờ mình xem nhìn bản đồ nhá. Mình sẽ bấm một số nút. Ok. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cái cơ bản nhá. Đầu tiên là chúng ta muốn xem bản đồ thì các bạn bấm nút nhớ. Nó sẽ ra cái này. Cái dòng đầu tiên có nghĩa là các bạn sau khi đã làm xong hết mọi việc rồi thì bấm cái này là nó bấm qua lượt. Thì ở đây nó sẽ mỗi một tháng ấy nó sẽ có đây ở đây là có thời gian. Đây hình như là tháng 3 2015. Thì mỗi một tháng ấy theo mình nhớ là nó có hai giai đoạn. 15 ngày đầu là giai đoạn chuẩn bị. Nghĩa là các bạn chuẩn bị này, điều binh khiển tướng đi các khắp nơi, đưa ra các lệnh, à không, đó là mình gọi nó là pha một nhá. Pha thứ hai là cuối tháng, nửa tháng sau, làm từ ngày 15 đến 30 ấy, thì nó là pha tấn công. Lúc đấy là các bạn sẽ quyết định xem mình sẽ tấn công ở thành trì nào. Và tất nhiên là các nước khác nó cũng giống hệt như mình, nó cũng sẽ làm như thế. Nó cũng có bước chuẩn pha 1 là chuẩn bị và pha thứ hai tấn công. Và các mỗi thành trì thì nó sẽ liên kết với nhau bởi bằng một các con đường. Mình chỉ có thể được tấn công bởi thành trì gần nhất thôi. Ví dụ như ở đây có lá cờ đúng không? Lá cờ đây là nước đỏ này, bên cạnh nó là nước nước tím này. Thì cái thành này thì như mình đã nói là cái nước đỏ tím thì nó ở giữa mà, nên nó tiếp giáp với rất nhiều nước và nó sẽ phải phân bố lực lượng rất là mệt. Như cái nước hành tím này chẳng hạn, là nó sẽ liên kết tới nó bởi những năm thành khác cơ, hay có năm đường. Đó. Và những cái mình nghĩ là những cái thành này rất là quan trọng. Nó sẽ nói chung mình phân tích về kiểu phong thủy ở bản đồ sau nhá. Đó, những cái lá cờ mà nó còn đang bay phấp phới có nghĩa là có tướng ở bên trong. Các bạn có thể xem nó bằng cách bấm nút tam giác. Đây mình nói theo các nút của PS1 nhá, tại vì thường là các bạn là chơi game này thì có thể chơi, một là giả lập như mình đang dùng. Thứ hai là có thể tải bằng trên điện thoại. Mình thấy nhiều bạn cũng tải trên điện thoại đấy, nhưng mà mình không chưa biết đâu, không nghiên cứu, nhưng mà chắc lên Google tìm mà ra thôi. Đó, tam giác có thể thấy là trong thành này là có những thông tin nào. Đó, đây là mỗi một thành thì có tối đa là có 3 vị tướng thôi, chỉ được 3 vị tướng để trấn thủ thành. Và tất nhiên là có thể có nhiều thêm, nhưng mà cũng chỉ được 3 vị tướng ra trận thôi. Và mỗi một vị tướng thì gồm có 7 slot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, là 6 thôi. Nên là mỗi một vị tướng thì có 6 thôi nhá, có 6 đạo quân thôi. Và mỗi một, lúc này mình đã xóa sau nhá. Còn các thành mà nó không có lá cờ bay thì có nghĩa là nó không có tướng bên trong. Mình đang nói dở cái phần, cái dòng đầu tiên. Đó là sau khi bạn chuẩn bị xong, bạn bấm cái dòng này. Bấm thử nhá. Đấy là bạn có một cái câu hỏi là kết thúc chuẩn bị nhà lâu rồi. Đó, dòng thứ hai là dòng như kiểu thông tin ấy, bạn bấm vào đây thì các bạn sẽ xem được thông tin của từng nước này xem. Đấy, gồm có các tướng này, gồm có 12 vị tướng. Ok,
Khá nhiều thông tin của họ nha. Ok, không quan trọng lắm, mình biết bản thân mình thôi nhá. À, tiếp theo là location, để mình thử vào xem nào. À, các vị tướng của mình đang ở đâu ấy, thì mình có thể nắm bắt thông tin được tốt hơn. Đó. Tiếp đó là bản đồ. Đây, đây chính là cái lục địa của chúng ta. Cái phần này gọi là rất là hay, mình gọi là rất là thích cái này. Tại vì mỗi một lần chiếm được một thành thì mình sẽ vào đây xem nước mình mở rộng từ tới đâu rồi, cực kỳ là thú vị luôn. Như mình sẽ phân tích cái bản đồ này một tí nha. Đầu tiên là nước đỏ thì gồm có, hiện tại ban đầu thì có 5 thành thôi, và phía nam thì ở chỗ này này là thành không có người nên nó không có màu, nó không sáng. Nước xanh là cây lại không có người, có nghĩa là hai người đang liên minh, hai đang liên minh với nhau. Còn nước tím bị bao vây bởi khá là nhiều nước, nước nào cũng có. Nước xanh lục là nước cực kỳ đặc biệt. Xanh gì nhỉ? Này có xanh da trời. Tại vì nó được bao quanh bởi một dãy núi này, nó rất là dài. Bấm vào đây có thể hiện ra này, đây một dãy núi rất là dài. Đó. Và nó phòng thủ rất là dễ, tại vì cả đất nước ở bên trong lòng rồi. Và chỉ có hai cửa để đi vào thôi. Một bên dưới. Và hai là bên trên. Đó. Và bản đồ nha. Đấy, các bạn thấy không? Đây. Rồi, ok. Nhiệm vụ của chúng ta đó là phải thắng được cái nước tím này. Chỉ thắng được nước tím này các bạn ạ. Thì đầu tiên thì cho mình nhớ ấy là đất nước nào ấy mà chiếm được cái nước tím này, thành một thành tím nơi đầu tiên thì sẽ có một vị tướng nào đấy họ đến ấy. Mình sẽ cố gắng và tập trung lực lượng để giành thắng được một thành luôn nha. Rồi, giờ quay trở lại cái chỗ của mình à? À thôi, còn à, phần gọi là phần thứ năm, phần xếp là lưu lại. Thì nếu bạn nào dùng điện thoại thì chắc là dùng được cái này. Còn nếu mà dùng giả lập như mình ấy, chỉ cần giả lập nó có chức năng xếp tự động rồi. Không phải xếp tự động đâu mà có nút nút tắt. Nhưng mình bấm F1 một cái là sẽ lưu luôn. Và thì cuối cùng là phần option. Phần này mình phải chỉnh qua một chút. Tiếp theo mà tốc độ con trỏ nó cao cao lên. Tốc cao thì chỉnh sau. Work map. À, xem nào, cái này quan trọng đấy. Đây là mây này. Mây thì nên sâu không? Tắt nó đi cho nó rối mắt. Nào, nhìn nó sẽ sáng hơn đúng không? Animation là cái gì ta? Mình cứ sâu hết đi nhá, chưa chưa biết rõ lắm thì cứ sâu đi rồi điều chỉnh sau. À, cái này là các báo cáo của các trận chiến của bot ấy, mình cứ sâu đi nhá. Rồi ok, combat attack animation có Unit number normal movement fast, di chuyển nhanh ấy. À, hit tắt các bạn ạ. Cái này là nếu mà nó vào thì nó sẽ vào luôn cái phần phân cảnh đánh nhau rất là lâu. Giống như kiểu gục đế thì mình cũng tắt.
Sơ vào nói chung là cái đồ họa ngày xưa nó cũng bắp. Mình cũng không nhìn nó chán đời lắm. Nên là tôi tắt mẹ đi. Notice Auto tốc độ. Đây là tốc độ mà những cái lần mà nói chuyện ấy nó nhanh nhanh lên tí. Auto thở. Ok, được rồi. Tiền thôi. Xem qua mấy cái bản đồ này một chút nha. Những bản đồ này nhìn nó cũng khá là hấp dẫn các bạn ạ. Nó khá là chi tiết. Nó không cùi bắp quá. À, núi non này có nhiều, nhiều chi tiết nhỏ như là cái hồ nhỏ nhỏ này chẳng hạn này. Đúng không? Hay là một núi ngọn đồi này. Sông xiếc nó cũng làm rất là chi tiết luôn. Game này như phát hành được cũng mấy chục năm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem qua một số lực lượng nha. Thì đầu tiên là đồ thế. Đầu tiên ấy là nước xanh lá cây thì mình không cần đề phòng rồi nè. Thành này thì phải giữ, tại vì đối chọi với nước xanh, với nước xanh biển ở bên trên. Và mình phải dồn quân chủ lực vào đây. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi xem từng thành một, xem nó là có ý tưởng nào mạnh nhá. Thành trên này thì không có gì. Xem thủ đô trước nào. Bạn, các bạn trong cái bảng này các bạn có thể nhìn thấy là đây là có hai con số đúng không? À, dòng này mình là 205 trên 284. Thì có nghĩa là như này. 284 đó là sức chứa của cái vị tướng này, là sức chứa lính là 284. 205 là đã chứa 205 rồi. Nên là mỗi một con này nó sẽ có một các giá tiền khác nhau. Ví dụ như con này cần các bạn này là cần răn cốt 75. Con này là 60. Nó có một cái răn cốt ở cái phía bên trong bị cái camera ẩn rồi. Đó, đây các bạn nhìn thấy này. Đúng không? Đó. Thì bây giờ đang là mình sẽ dựa vào chỉ số này để chọn ba vị tướng mạnh nhất nha. Tất nhiên là nhiều cái chỉ số này không đúng lắm đâu. Tại vì có những người mà họ cầm quân được ít nhưng mà họ cũng khá là khỏe. Lính ở trong này thì không phải là lính lác như bình thường mà toàn là các sinh vật kỳ ảo các bạn ạ. Các lính này cũng đều liver cả, như con này là con người đá liver 1, cũng cũng là người đá nhưng nó là con tiếp theo, nó là con con tiếp theo đó là con người đá trắng thì nó liver 10. Hai con rồng này là con rồng liver 20 đó, rất là nhiều. Mình giải thích sau nha. Bây giờ thì mình sẽ phải vào thành này và mình sẽ tổ chức nó làm nó lại. Dòng nó là dòng Organize. Rồi, tổ chức nó lại thì tướng Len ấy, Liver 1 thôi nhá, mà nó đã chứa được 220 quân, 220 cái sức chứa nó 220, có nghĩa là nếu mà nó lên level cao thì nó sức chứa rất là mạnh. Mình đánh giá tướng này là tướng rất là mạnh. Từ ban đầu hơi cùi bắp. Đó, các bạn phải dựa như thế. Thế vậy thì mình sẽ tướng đầu tiên tướng Len này, tướng hai là tướng ông tướng quân Geren. Người mạnh thứ tiếp theo mình nghĩ là phải có là ông Vukoen này. Ông này là hệ gọi là hệ Bishop.
nghĩa là có skill hồi máu. Đây là hệ samurai, dùng kiếm chém chém chém. Đây là hệ hoàng tử, hệ hiệp sĩ đen. Nó mỗi một hệ lại có một cái đặc điểm chung các bạn ạ, nó có các đặc điểm chung và trận viết. Thì bây giờ thì ở đây thì mình sẽ sắp xếp lại một số quân nha, cho nó mạnh nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ sắp xếp làm sao mà để cho tận dụng được tối đa những cái sức chứa này của vị tướng này. Thì sẽ quân mình mang ra sẽ là gần như là sẽ là mạnh nhất, tại vì sẽ tận dụng được lực tối đa lực lượng. Thế để làm việc này thì các bạn phải dựa vào nói chung là cứ đi sẽ đi xếp đại thôi. Đầu tiên là tướng Garen, thì thôi mình gọi ông này là Garen đi. Garen nó giống một vị tướng trong Liên minh Huyền Thoại đúng không? Mình rất là thích tướng Garen. Ok, ông này là sức chứa 284. Vậy ông ấy chứa được rất là nhiều. Thế mình phải cho các lính mà nó có các giá cao ấy vào vào phía ông này. Đó. Khi mà mình cho con rồng xuống đây nó lên là 320 rồi, có nghĩa là nó quá tải nên là sẽ không thể ra trận được. Nên mình phải đẩy bớt lính lên lên bên trên. 285. Ok. Vẫn chưa đủ. Cho lên tiếp. Đây là có mấy con cho lên nốt. Đây, 280 280 là mắc rồi nha. Nào. Bây giờ là 225 20 vậy là thừa 5 rồi. Đây, đủ luôn. Mình biết là thay con đấy vào là sẽ là đủ, tại vì con này giá là 30, còn con này giá là 35 nên nó sẽ bù trừ được. Ok. Nào xem đủ luôn không nào. Ôi thừa một chút. Thừa một chút không sao, tôi phải bỏ ra thôi. Bỏ cái con nào mà nó cảm thấy yếu nhất thôi. Con nào yếu nhất nhỉ? Con chó sói dạng được. Vậy là ở đây là thiếu khoảng khoảng 25 đúng không? Thì bây giờ nếu mà thiếu khoảng 30, 30 đúng không? 30. Bây giờ thì mình sẽ tìm một con lính nào đấy có giá 30 nhá. Thì ở đây thì hết rồi. Các bạn phải vào trong phần shop. Ở trong trong cái thành này là sẽ có cái phần chiêu quân. Đây dòng thứ hai có chữ Summon. Bây giờ mình sẽ để avatar sang bên này cho nó dễ nhìn cái chỗ đấy nhá. Rồi. Còn Summon này. Ở mỗi một thành thì nó sẽ có một binh chủng đặc biệt. Binh chủng khác nhau ấy, không phải đặc biệt mà là binh chủng khác nhau. Nó không có toàn bộ đâu. Nó như kiểu là đặc sản từng vùng ấy. Mỗi cái là con cái. Nào là mình xem con nào giá 30 nhá. Giá nó ghi ở phần nào nhỉ? Ở đây thì nó không ghi là giá. Mình bấm tam giác để nhìn rõ hơn. 20 này. Con này 30, 30 là đủ đúng không? Ok. Mình mua con này. Rồi. Bây giờ chúng ta vào lại.
Mua thì nó sẽ bên này này các bạn này. Đó. Bên này như kiểu là một cái kho ấy. Rồi. Thế mình cảm thấy đội hình rất là mạnh rồi. À. Còn một ngoài ra nhá, là nó sẽ có hệ thống trang bị. Như là nhá, giả dụ mình vào phần equip này. Thì equip thì tướng tướng Lancer này không có trang bị nào. Nhưng mà tướng Garen thì lại có thanh kiếm. Ông này. Holy. Đó. Bây giờ mình sẽ xem các một vài vị tướng mình không dùng ấy. Mình xem họ có đồ không. Đấy như này này. Tháo nó ra. Đó, tháo nó ra. Tướng này khá là khỏe đây, mình nghĩ là cũng sẽ dùng. Cái nhẫn này là sẽ cộng 30 30 mana và 4 intel. Thì tất nhiên là không hợp rồi. Đấy mình vừa đeo vào này, gỡ ra. Cái nhẫn này là nhẫn mình vừa tháo được của cô này. Ngoài ra ấy, thì khi các bạn vào game ấy thì khả năng ấy là các con lính cũ ấy cũng có item. Ví dụ như con lính này chẳng hạn này, mình xem nào. Không có. Thì thường là những cái con lính level cao là hay cầm lắm. Con rồng không cầm nè. Con này này. Đấy, phần item là không có gì. Cái ô cái bảng thứ hai kìa. Mấy con nào mình cảm thấy có khả năng cầm thì xem nào. Level 6. Ông cầm. Ông có. Đây, con này có một item này, mình xem nó là cầm item gì nhá. Equip. Đây nó có một cái sapphire. Có một chữ E bên cạnh là đang sử dụng rồi. Cái này thì có thông tin là hit 5, nghĩa là đánh trúng cộng 5. Thì nó cũng khá là hợp với con người đá này, thì con người đá này ấy nó có cái chỉ số gọi là đánh trúng rất là thấp. Thì chỉ số đánh trúng ở chỗ nào nào? Đấy, cái chỉ số hit ấy là chỉ số là nó dự phụ thuộc vào cái agility. Agi 42. Nghĩa là chỉ số nhanh nhẹn đấy. Thì anh là nhanh nhẹn. Nếu mà chỉ số này càng thấp thì càng khó đánh trúng. Còn Agi càng cao thì càng dễ đánh trúng. Chỉ số này cũng liên quan tới né đòn nữa. Thế nên là con này là nên trang bị này là chuẩn rồi. Và cái vòng cái đồ này chỉ dùng nhiều cho quái thôi. Bạn nhìn nó là cái vòng 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 đeo cổ ấy, cái vòng dành cho thú cưng pet thôi, người không thể dùng được. Ok, thế vậy thì mình đã có được ba vị tướng mạnh nhất rồi, mình sẽ điều họ ra chiến trường luôn. Thì đầu tiên là mình phải ở đây có phần mu này, đó, mình sẽ chọn Land Garen Coin. Rồi, ok, đi sang thành này sẽ là cái thành điều quân. Mình nói từ trước là nó sẽ tiếp giáp với hai thành của tím ấy. Và tất nhiên đó là khi mà hai vị tướng này ở đây cũng chẳng tác dụng gì. Tướng Malegan thì mình thấy rất là quá tác dụng. Mình sẽ điều ông ấy lên bên trên. Đây. Bên trên để phía Nam và phía Bắc này. Bắc này thì tạm thời là có ba vị tướng ngon lành rồi. Và mình dự định là cũng sẽ tấn công luôn cái thành này. Thế nên là điều Meleagan lên trên thì cũng hơi thừa, tại vì nếu mà mình thắng ấy thì Meleagan nó sẽ ở thành này, còn mình có ba vị tướng mình đang có ấy, thì ở thành này, dẫn đến là mình sẽ lại phải điều qua một lần nữa. Thế nên là rất là thừa thãi với Meleagan. Thế vậy thì có một phương án đó là bạn cho người đi làm nhiệm vụ đây. Quest. Cái phần này gọi là ai mà đã từng chơi game này thì không thể không biết được cái phần game này rồi. Nó là cái gọi là đặc sắc nhất của game này luôn. Không có cái phần quét này thì game này nó giảm đi đến 70% độ hay rồi. Đó. Từ từ mình sẽ khám phá nhá. Đầu tiên là mình cho ông đi làm quét. Khi các bạn cho đi làm quét có nghĩa là mình gửi ông này đi làm một đi gọi là mày đi ra ngoài xã hội đi.
Đi một ngày đại học một sàng khôn kiểu thế. Gọi là đi du xuân ngạn thủy đấy. Và nếu mà có cái gì mà đồ ngon lành thì mang về cho tao. Thì các bạn có thể sẽ kiếm được trang bị này. Hoặc các vị tướng đấy cũng có thể gặp gỡ các người bạn mới và đem lại về cho mình các vị tướng khác. Người ta gọi là các vị tướng đấy mà muốn thu phục được ấy, thu phục được gọi là quest canai, nghĩa là những vụ vị tướng chỉ thu phục được qua nhiệm vụ. Và tất nhiên là mình sẽ gặp vị tướng nào mình sẽ giới thiệu sau, nhưng mà có một vài vị tướng khá đặc biệt thì mình nói là đầu tiên là có một cô bé tên là Andis, tỷ lệ gặp được là chỉ là dưới 1% thôi. Cô đấy thì rất khỏe, cô đấy là kiểu người huấn luyện rồng. Và các vị tướng mạnh tiếp theo đó là có mấy hiệp sĩ kiếm sĩ tự do giang hồ, giống như kiểu là trong game Liên Minh, giống như Iyasu hay là Zone, khá là khỏe. Và có cả các samurai, các ninja nữa. Và nhưng mà không phải lúc làm nào đi làm nhiệm vụ cũng có đồ mang về đâu. Nhiều khi ấy là như kiểu đen đủi, kiểu là gặp đi đường gặp tai nạn, gặp cạm bẫy thì vẫn kiểu bị thương hay là bị mất đồ, mất tiền gì đấy. Hay là có thể họ đi học được họ học được các skill mới hay là cái gì đấy. Rồi, giờ mình sẽ thử quét này. Đây có hai người này. Rồi đi quét. Ok. Còn ở tường đây có một người này, cho đi quét luôn. Ok. Như vậy là cũng đã hết rồi. Còn trên này thì mình sẽ bổ sung lực lượng để chuẩn bị chiến tranh với phương Bắc. Các bạn thấy thì đang là khá là cùi bắp. Khá là ít 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 lính, mình phải bổ sung thêm. Mình thì xem nào. Thôi rồi bây giờ đến mỗi khi mình mua lính thì mình sẽ giải thích luôn các công dụng của các lính nhá. Con này là con tiên, nghĩa là nó có khả năng búp. Búp búp là chính. Nó sẽ búp giáp này, búp tốc độ này. Đấy là có hai, nó hai skill kìa, hai cái magic. Con này là con như kiểu là Poseidon ấy. Nói chung nó là kiểu con cá đi, gọi là con cá cho nhanh nhá. Nó là lính thủy các bạn ạ, nó thuộc về đường biển. Ở dưới biển nó đi rất là nhanh, còn ở dưới đất liền nó đi rất là chậm. Và nó không có gì đặc biệt cả, nó chỉ có sọc 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 thôi. Tiếp theo là anh người đá. Anh người đá này thì gọi là cao to đen hôi, trâu bò thôi. Ở level 1 thì anh không có gì đặc biệt. Nhưng lên level 10 chúng ta tiến hóa lên con người đá bạc ấy thì nó có khả năng ném đá từ xa. Con này thì con là con này thì mình cũng không thấy không gì đặc biệt đâu. Đấy. Nó chỉ cái là nó bay rất là nhanh và khả năng né đòn rất là cao, thì Agi rất là cao đó. Ok. Đến thành bây giờ thành này nhá. Xem nào, mình giải thích từng con lính một cho các bạn biết. Con bọ cạp này thì nó có độc, nghĩa là khi mà mình nó đánh ấy thì có khả năng là sẽ bị dính độc. Em này thì gọi là em gọi là sư đi. Em này thì cưỡi trên cái chiếu như kiểu thảm bay của thần thần Aladdin ấy. Thảm bay của Aladdin. Và tấn công ấy khá đặc biệt, tấn công ấy thì sẽ không bị tấn công lại và sẽ tấn công 2 ô 1. Em này thì em cung thì biết rồi đúng không? Xem tàu nghĩa là kiểu vừa vừa người vừa ngựa đấy. Thì bắn cung nhá. Bắn cung thì bắn 2 ô. Con này là con kỳ lân. Con kỳ lân này thì con kỳ lân màu trắng này thì nó búp là chính thôi, búp máu. Con đại bàng này thì nó có khả năng quên mất rồi, đọc lại cái xem nào.
nó cũng không có gì đặc biệt, nó chỉ nó giống con bay bay lúc nãy thôi. Tiếp đến là rồng. Con rồng này thì level 1 của nó thì không có gì đâu, nó chỉ gọi là trâu bò và nó cũng khá là khỏe. Nhưng mà đến level 10 nó sẽ biến hóa thành con rồng bay, thì nó có khả năng khè lửa các bạn ạ, rất là mạnh. Đây là giờ mình xem thành đây, nó khả năng khè lửa rất là mạnh. Con này là con kỳ lân đen, là tự tiến hóa từ con kỳ lân trắng. Nó khá là mạnh đấy. Nó có thể biến một con, nó có thể dịch chuyển vị trí của một con bất kỳ. Nghĩa là nó cho một con bay đi từ, nó sẽ dịch chuyển một con đối phương từ vị trí này sang vị trí khác. Cũng khá là mạnh, tại vì nếu mà đội hình mà chúng họ đang túng tụm lại ấy, mình cho một con khá họ bay đi luôn, bay đi một chân nữa rất xa, gọi là loại khỏi trận chiến luôn, là làm suy yếu đối phương lại. Rồi con sói nhá. Con sói này thì level 1 không có gì, nhưng đến sang level 10 thì nó tiến hóa thành con sói đen, thì nó có khả năng khè lửa 2 ô thôi. Đúng là con hoa này thì nó ngon bổ rẻ con ạ, tại vì nó giá rất là rẻ, mua có 30 đồng thôi. Nhưng mà khi mà đánh ấy, nó khá là trâu, 600 máu. Và nó có một cái hiệu ứng nữa là đánh thì sẽ có khả năng đối phương sẽ bị hóa đá. Tắc kè này thì cũng khá là hay ho. Con tắc kè này thì nó có khả năng gọi là, đây, skill là Cell Block, nên là có 20% cơ hội để đỡ được 5% đam. Và khi nó được, nó có thể tiến hóa được, nên là khi mà các bạn mà kiếm được cái gọi là cái đồ tiến hóa của nó ấy, thì nó sẽ biến thành con vua tắc kè. Nó có thể gọi đánh 2 lần, đi 2 lần trong một nước, mình nhớ là vậy. Rồi gọi là vậy là cũng gọi là cơ bản rồi đúng không? Bây giờ thì mình sẽ giải thích thêm một vài con lính nữa mà mình mà chưa giải thích nhá. Bây giờ bên địch thôi, đây thì có con này là con cù bắp nhất, con này gọi là chống cháy thôi, giá có 10 năm đồng. Nó các bạn hiểu như nó là con crab thôi, nó rất yếu sinh lý và đỡ đòn hơn. Con này là con như kiểu là người khổng lồ ấy. Con này là con giống như ở Bắc Âu ấy, người ta gọi là các vị thần ấy. Nhưng là sau này nó cũng có thể tiến hóa ra hai hai con, một là thần Thor, hai là thần Loki. Không nhớ là Loki phải Loki hay không, mà Thor thì là chắc chắn. Nên có thể dùng được sấm sét luôn. Nói chung là nó là một những kiểu một vị thần. Level 1 thì không có gì, nhưng mà level cao thì có nhiều pháp thuật đấy. Ở đây có một con nữa này. Con này là con Lilith đúng không? Là con im. Con này thì nó kiểu như nó thuộc về ác quỷ ấy. Nó thiên về magic, nghĩa là phép thuật. Nó có một cái skill là đánh xa. Đây magic đây đúng này. Đấy. Power những 170. Đối nghịch với lại ác quỷ thì phải là thiên thần đúng không? Chúng ta cũng có thiên thần. Mình chưa thấy 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 thôi. Thiên thần thì họ có khả năng hồi máu. Đấy là con thiên thần nữa. Con này là con Hydra, con này là nó rất là mạnh ở dưới nước. Nó như kiểu là nó rất là mạnh giống như con rồng ấy, nó có khả năng phun lửa như con rồng. Và nó đi trên bờ rất là chậm. Nhưng mà đi dưới nước thì nó bá đạo luôn. Rất thích hợp cho những cửa như này này, đấy, cửa thành này nhá.
cái thành này ấy, nó sẽ bao quanh bởi nước, thế nên rất là lợi. Ở đây là con Dracula, nhưng con này đã tiến hóa lên level 20 rồi. Con này có khả năng hút máu nha. Đây chính là tướng Kador Death Knight, gọi là người đã gọi là hạ sát vua. Rất khỏe. Level 29. Mình nhớ một con Phượng Hoàng nữa này. Phượng Hoàng thì ở bên 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 khu này có nhiều. Đây rồi. Con Phượng Hoàng thì nó có khả năng khe lửa, không phải khe lửa giống như con rồng, nó lại khe lửa theo kiểu dạng hình tròn. Nhưng mà xung quanh nó sẽ bắn lửa như một quả bom ấy. Con này là con unicorn tiến hóa sang sang dạng có cánh thôi. Đây thiên thần đây này. Đó. Thiên thần có skill heal, heal hồi máu. Và Devi đây là cũng là gây gây đam. Hình như là cũng hết rồi. Cũng hết rồi. Xem còn còn gì nữa không nha. Nếu mà mình quên ấy, thì cứ gặp mình sẽ nói lại nha. Đây là con rồng này, con là rồng này thì cũng là rồng thôi, nhưng tiếng nói thì màu tím nhá. Con này là con đây như vị thần đúng không? Nhưng mà tiến hóa thành vị thần đen. Mình quen gọi là Loki ấy. Kiểu tối tối tăm ấy. Con này là con chim thì nó là cái phiên bản đầu của con Phượng Hoàng ấy. Nó nếu là nó đánh ấy, thì nó cũng nếu đánh vào một đối phương ấy thì nó cũng có khả năng gây hóa đá. À con cái con hoa không phải gây hóa đá mà là gây bất động. Kiểu stun ấy. Ok, chúng ta đang ở kiểu gọi là cái thành gọi là cũng hai vị tướng cực kỳ mạnh luôn. Đầu tiên đó là vua Kai, gọi là người thông thái nhất lục địa. Phép thuật của anh ta gọi là cao nhất 96. Đấy, skill lim đầy luôn. Action World of Magic. Và người thứ hai đó là kiếm sĩ Dynadan. Dynadan thì phải gọi là độc cô của bại. Kiểu như thế. Kiếm sĩ độc cô của bại. Anh ta trang trăm luôn. Là trang 100 và Ari 90. Các bạn thấy bá đạo chưa? Đây là con rồng. Con gọi là gì nhỉ? Con rồng không phải là rồng. Chim không phải là chim. Nó gọi là con thôi giờ gọi là rồng rồng con đi nhá. Con này thì nó level 10 rồi, chứ level 10 có gì đặc biệt đâu nào. Level 10 thì nó cũng chả có gì đặc biệt. Nó có thêm cái này. Attack thôi. Nó là một sự lựa chọn khác ấy. Khi mà attack ấy, thì nó sẽ mất 25 mana. Ok. Không rõ lắm. Sao mạnh hơn. Rồi. Chúng ta đã tìm hiểu xong về lính rồi nhá. Chúng ta đi đánh nhau luôn. Thì chắc các bạn cũng đã đợi lâu đúng không? Mình định giới thiệu thêm các vị tướng, các tiểu sử nữa nhưng mà thôi. Giới thiệu sau đi. Giờ phải đấm nhau luôn cho nó thích. Ok. Trước khi vào trận chiến thì mình đã kiểm tra lại một lần nữa xem có các vị tướng nào thừa không có nhiệm vụ không nhá. Mình sẽ vào phần location. Đây mình thấy ba vị tướng này sẽ chuyển tới để đánh nhau này. Ba vị tướng này đợi để đi đánh nhau tiếp này. Ở đây có hai vị tướng này thừa. Ở đây ba vị tướng này mới là vị tướng đợi đánh nhau. Ba vị tướng này quét. Vậy còn có các thành nữa. Vậy là cũng có ba vị tướng đang chưa làm gì. Mình sẽ vào phần bản đồ nhá, xem ở đâu nhá. Đây, nghĩ ở đây rồi. Ok đúng không? Ở đây cũng có ba người, mình sẽ cho họ đi làm việc thôi. Mình sẽ cho họ đi quét thôi. Ok. Mình vừa mới giới thiệu các bạn các lính
Bây giờ thì mình sẽ mua thêm Bitcoin ở đây. Thì trong cái list này thì mình thích nhất nhất là lính nào à? Chắc là người đá thôi. À, rất là ok. Con này thì khá là yếu đuối các bạn ạ. Mua hai người đá. Đây mình đang có tổng số tiền là 546. 546. Mới mua một con rồi. Mua một con mất hẳn 240 mana lận. Đắt thật. Ở đây mà các bạn bấm tam giác nha, có thể thấy được tổng thu nhập của mình. Tổng thu nhập của một tháng là 457. Thì nó sẽ gồm các thành trì, nó sẽ được mỗi một thành trì nên nó sẽ cho mình một ít mana. Và mana drain có nghĩa là tiền để nuôi bọn lính. Càng nhiều lính thì cái lượng này càng nhiều. Đó. Mua thêm 2 người đá. Xếp vào cái. Nghĩa là vẫn chưa đủ đô các bạn ạ, phải mua thêm nữa. Ba người đá luôn. Vẫn chưa ok lắm. Bây giờ thì mình sẽ phục mình sẽ mua một con xem có con tướng nào đặc biệt không, mua cho bạn xem nhá. Xem có con này chưa thì mua nhá. Chưa có đúng không? Mua luôn. Hết tiền mẹ rồi. Thôi. Ok. Xong rồi, kết thúc lượt đi thôi. Đấy, pha tấn công. Tấn công luôn thành tím nào. Attack. Thật chết rồi, nhầm rồi. Nó không chơi các bạn ạ. Có nghĩa là nếu mà mình mà di chuyển các tướng mới di chuyển đến thành thì sẽ không tấn công được. Để mất một thời gian nghỉ ngơi, mất khoảng một 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 tơn đấy. Thôi rồi thì thôi chịu thôi. Cầu mong là tí nữa không có cái nước nào thắng được nước tím. Mà chỉ có mỗi trên này thôi. Rồi. Vậy thôi. Tiến luôn nhá. Cái nhạc nó sang nhạc chiến luôn các bạn ạ. Ok, sẽ có 3 vị tướng ra trận. Các bạn để ý cái số 1, 2, 3 này. Có thể là các vị trí của nó ấy, nó sẽ ảnh hưởng tới vị trí sắp xếp quân đấy. Mình sẽ để ý luôn nha, là 1, 2, 3 là chỗ nào nha. 1 1 là Ginsurg, 2 là Enfelia, 3 là Liquid. Đó, nó lại 1 là ở giữa bạn ạ. 1, 1 ở giữa, 2 ở bên tay phải và 3 ở bên tay trái. Và khi mà các vị tướng đối đầu với nhau ở trong trận đấu ấy, thì nhiều khi nó cũng sẽ có nhiều đoạn hội thoại. Như Ginsurg này, Insert là một người gọi là rất là kiêu ngạo. Mình sẽ đọc luôn tiểu sử của một vài vị tướng mà gặp được luôn nhá. Mình đã chuẩn bị rồi. Đó là một bài viết của một bạn tên là Lê Len lên bài ở trên forum Game VN. Mình nghĩ là bạn này bạn là tổng hợp lại, dịch lại từ nước ngoài. Tại vì chỉ có nước ngoài ấy thì họ mới có thể gọi là chính xác như vậy thôi. Và mình cũng có bạn này bạn nên làm đi, thì bạn cũng có nhiều trích dẫn từ bên các nguồn nên mình chắc chắn đây là của nguồn của nước ngoài. Bây giờ mình sẽ tìm Ginsurg, đọc qua về tiểu sử của anh này nhá. Thế rồi Ginsurg 24 tuổi, đệ nhất Mỹ Nam của xứ Pasto. Anh chàng luôn được các cô nàng xinh đẹp vây quanh, điều này khiến các hiệp sĩ khác vô cùng ghen tị.
Vincent thường cư xử rất dễ chịu với các cô gái, dù họ ở lứa tuổi nào hay là các địa vị nào trong xã hội. Tuy vậy, tập này lại cực kỳ nghiêm khắc với các bậc nam nhi. À, chúng ta học qua thực sự của các vị tướng này. Đây là đệ nhất mỹ nam. Cái avatar của mình che mất khuôn mặt của anh này rồi thì mình sẽ cho lên nhá. Đấy rồi. À, đẹp trai nhá. Rất lãng tử. Thì ngoài các ngoài cái tiểu sử đơn giản thì nó còn có cái phần gọi là phần một bài viết bình luận. Đó là mua một vị tướng ở trong cái trò chơi này này, nó lại tượng trưng cho một cái đức tính của con người, nó khá là đặc biệt. Đây là đặc trưng cho sự đào hoa, sự phấn đấu không ngừng để giữ hình ảnh của mình đó, giống như các soái ca thế này ấy. Đó, mình chỉ nhận xét ngắn gọn thế thôi. Rồi, à, một người phụ cô gái xinh đẹp, nữ xinh đẹp. Tôi muốn rằng chúng ta có thể gặp nhau ở xung quanh thị trấn hơn là trên chiến trường. Ok, cô gái Brankian, cô gái này chính là em trai, à, em gái của vua Venus, người gọi là cực kỳ mạnh mẽ. Mình sẽ không nói ở trong tập này tại vì nó liên quan đến nước xanh. Nên là có thể nếu chơi nước xanh thì mình sẽ nói. Mình sẽ dịch thôi. Hãy cút đi, ngươi không phải là gu của ta. Đấy, tôi nói hơi thất vọng không? Có vẻ như sự lịch sự với một ít lịch sự của cô gái là một huyền thoại. Không hiểu lắm. Nói chung anh chàng này rất là hào hoa phong nhã đúng không? Anh nói nhẹ nhàng thôi. Kiểu như là bảo là dù sao cô vẫn đẹp. Cô ấy này bảo là xinh đẹp là vô dụng. Tất cả những ta cần bây giờ là sức mạnh để tiêu diệt kẻ thù. Mạnh mẽ không? Rất lừ luôn. Ta sẽ bắt đầu với người. Sợ vãi. Cái gì? Tôi không có sự lựa chọn, tôi phải thực hiện nhiệm vụ của mình. Đó, dù hào hoa phong nhã nhưng không thể quên được nhiệm vụ quốc gia. Đúng là xoáy ca áo khác. Tôi đã sẵn sàng chưa? Quá là hài luôn. Thì đi cùng với lại nhìn xuất của hai vị tướng nữa. Nếu trong thời gian chơi mình mà có một các cuộc hội thoại thì mình sẽ giới thiệu sau nha. Thì ấy, như các bạn ấy đã biết ấy là mình đã chơi game này rồi, nhưng mà mình cũng thấy là cái độ khó của nó dù là độ khó cao nhất rồi, nhưng mà để mà chiến thắng đối thủ ấy mà mình sử dụng cái trí tuệ của mình ấy, trí tuệ của cách chơi của mình ấy, thì nó cũng khá là dễ. Nói chung là mình cảm thấy mình nó chơi nó vô đối quá, mình không thích. Tại vì ấy, thường ấy là mình sẽ sắp xếp theo kiểu là như này nhá. À, các vị tướng đỡ đòn ở giữa này. Rồi đó mình chỉnh lại một chút về option cho nó dễ di chuyển cái. Cho thấp thấp thôi, rồi. Combat thì ok, chỉnh rồi, ok. Và còn một cái chỉnh nữa, các bạn chỉnh có nó cái góc nhìn nó dễ hơn này. Góc nhìn này, góc nhìn thẳng. Nhìn nó góc nhìn, góc nhìn chéo. Thì các bạn muốn điều khiển cho chính xác thì nhìn thẳng như này này. Đó, còn nhìn chéo này thì nó sẽ movie hơn. Đúng không? Nhưng mà thôi, nó cũng hơi khó nhìn. Nhìn thẳng đi. Thì với các lính tạp nham này thì cũng không nói được gì nhiều. Nhưng mà nếu mà một đội hình mà nó chuẩn ấy, thì nó sẽ càng dễ hơn. Thì mình sẽ nói qua nha. Đầu tiên là cho tướng các tướng châu chó ở lên trên. Đó, gọi là giữ một cái địa hình nhất định. Và mình sẽ không lao lên trên tận đây đâu nha. Nếu mà khi mà mình tấn công ấy, thì các lính của mình họ sẽ không lao lên. Nhưng mà khi các lính của họ ấy sẽ không lao lên, họ sẽ cố thủ ấy thôi. Và mình sẽ phải đi tới một cái quãng đường nào đấy đến khoảng khu này này. Đó. Thì bọn chúng mới lao lên.
Đấy, lúc đấy mình bố trận thì mới hợp lý. Bây giờ thì mình sẽ cho nó auto chạy ra. Rồi. Để cho nó chạy đi. Khi nào mà không cho tôi lên bấm nhớ để dừng lại thôi. Đấy, họ sẽ dừng lại hoặc không không chạy lên. Theo thủ thành mà. Còn nếu như mà mình là người thủ thành ấy thì rất là dễ luôn, tại vì nó lao lên mà, nên nhiều khi lao lên thì đội hình nó không lên không đồng đều ấy. Rất rời rạc. Và mình sẽ dàn trận sẽ tiêu diệt dễ hơn. À, mình nói tiếp về cái vụ dàn trận này, nghĩa là mình dàn, nếu mà dàn trận này thì nói chung là quá là đơn giản, tại vì ấy, là mình sẽ giảm được tối đa thiệt hại cho lính của mình, và khi như thế ấy, thì các lính của mình nó sẽ lên level theo từng trận đánh, nó sẽ càng mạnh theo thời gian, và nó nếu mà nó sẽ không bị chết mà, nên là càng ngày càng mạnh. Mà bên bot ấy thì nó đánh tùm lum, nó đánh cũng có tí, nó cũng thông minh đấy, nhưng mà nó cũng đánh tùm lum, nó cũng hy sinh nhiều nên lính của nó ít khi lên được level, nên không được khỏe. Thế vậy thì dẫn dẫn đến là mình đã gọi là có quá nhiều lợi thế so với chúng rồi. Nếu như bạn nào em mà muốn chơi theo kiểu mà bá đạo như thế thì bày bày binh bố trận mình sẽ chỉ. Còn mình thì chơi theo kiểu như này, chơi theo kiểu làm sao cho hai bên công bằng nhất có thể, thì mình cũng sẽ để cho lính của mình sẽ auto đánh luôn, auto như này luôn này. Mình chỉ được quyền sắp xếp trước khi trận đấu bắt đầu thôi, và khi như vậy thì lính của mình kể cả level 20 thì 30 cũng có thể chết như thường, nó sẽ công bằng hơn. Trận này thì cũng chả có gì mà sắp xếp cả, tại vì lính cũng tạp nham thường ấy là. Nhưng mà sắp xếp ấy thì sẽ cho gọi là các vị tướng đỡ đòn ấy, châu bò vào phần giữa giữa đội hình, các vị tướng bắn cung, hay các tướng có phép thuật, lính có phép thuật hoặc là lính bắn cung ở đằng sau tuyến sau để bắn hai ô mà. Và các con rồng thì nó có skill phun lửa diện rộng thì cho nó ở bên cánh, hoặc là cho nó vào giữa luôn cũng được nếu bạn có nhiều rồng. Nếu mà cho nó ở bên cánh thì bạn cứ dàn khoảng 4-5 con người đá vào giữa làm bức tường, rồi bọn chúng sẽ khi bọn chúng tới ấy, bọn chúng tới thì mình nó sẽ dồn vào cái bọn người đá, nó sẽ lộ ra khoảng một cái đường khoảng 4-5 đường người ấy, và mình sẽ cho hai con rồng hai bên thả lửa vào giữa. Các bạn hiểu không? Như kiểu hình cánh cung ấy. Khi nào mà mình có gì thì mình sẽ làm một lần. Làm một lần thôi nhá. Đấy là hơi bất công rồi đấy. Giờ mình sẽ gọi là xem trận đấu nhá. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của mình thì khả năng trận này là mình thắng là khá là cao. Tại vì mình đội mình mạnh hơn rồi. Tấn công là phải chiến thắng. Cái hay của game này ấy, theo như mình cảm nhận ấy, là trong trận đấu đấu ấy thì nó cũng là một phần thôi. Quan trọng là hưởng thụ cái cảm cái cốt truyện của game. Như vừa rồi chúng ta vừa có một cuộc hội thoại ngắn thôi mà thấy là rất nhiều điều thú vị rồi đúng không? Ơ, mình sẽ điều khiển một chút nha, cho nó vui. Giả dụ như tướng Greensword ấy là tướng phép, thì ông ta có skill. Mình sẽ bấm nhớ này để tắt auto nha. Đấy, đồ họa từ các năm 2000 mà thấy rất là xịn sò đúng không? Hay hơn khối game trên điện thoại đấy, của thời bây giờ luôn. Đây là bà Đan Guinea, anh cô ta bắn cung bắn xa. Thường là nếu các bạn chơi game Liên Minh đúng không, thì trong combat thì chúng ta nên dồn đam vào một con, dồn đam vào một con đam to đúng không? Thì ở đây cũng vậy thôi, các bạn nếu mà có nên dồn đam vào một con cho chết luôn đi, chứ đừng để nó sống là hơi phiền luôn. Rồi bây giờ thì mình thấy
Mà khi giết được tướng ấy thì các lính của họ một là sẽ bỏ chạy, hai là sẽ còn lại trên bản đồ nhưng mà không đánh nhau nữa. Rồi ok. Thì bây giờ mình ở đây là tướng phải tướng phép đúng không? Thì ở đây có một phần là phần mu này. Phần hai là phần attack, thì attack của con này rất là yếu. Yếu magic thôi. Đây có heal. Đấy thì nó sẽ heal thì những con nào nó ít máu. Chính nó đang thấy hơi ít máu luôn nên là heal nó luôn. Rồi. Ok. Xong rồi đến con này thì cũng có skill heal hoặc skill đánh nhau luôn cũng có. Mình thử heal xem. Khi mà heal ấy, đây khi các bạn là bấm cái nút mình đang tìm nút đây, nó sẽ dịch chuyển thôi, mình phải tự tìm các bạn ạ. Đấy, nhìn thôi sắp sắp con nào mà đứng tuyến đầu là dễ mất máu này. Thôi bên mình thì cũng chưa con nào mà, con này heal lên. Rồi. Ok. Mình con này đấm nhau luôn. Con này thì mình nghĩ là nó nên dồn đam vào con nào nhỉ? Nhất là nên tập trung vào tướng nhá. Hiện tại thì tướng của họ đang đứng đằng sau hết rồi. Thế nên là con này nhiệm vụ bảo vệ là tốt hơn này. Con này là con tiên có khả năng búp. Nó có sai hai skin búp, một là skin búp phòng thủ. Một tiếp đó là skill này khá là hay, nghĩa là nó có khả năng có thể làm câm lặng đối phương, nên là không cho đối phương dùng phép trong một thời gian, rất thích hợp cho những vị tướng dùng phép như này. Mình thử làm xem nào. Khả năng thành công cũng khá là thấp đấy, 28% thôi. Vậy là 28% mà cũng đã thành công. Anh tướng này gọi là giật phế mẹ rồi, không được dùng skill trong một thời gian. Đâu, rất là hay ho. Heavy hand có khả năng làm choáng 20%. Con này yếu đến chết mẹ luôn đi. Khi mà mình đánh nó ấy, thì nó cũng có khả năng phản đòn các bạn ạ. Thế nên phải chọn chắc chắn nó sẽ phản đòn nếu mà đứng gần. Thế nên mình phải chọn cái con nào mà nó không có khả năng phản đòn là tốt nhất. Con này. Nó vẫn phản đòn được. À, chết luôn rồi khỏi phản đòn. Lên level 2. Dezafin kiểu này thì tịt ngoài rồi. Nó phun lửa đấy các bạn ạ. Đấy nó phun lửa 3 ô. Con rồng level 1 này cũng phun được lửa. Mình đang bỏ cái animation này sao mà không nhìn thấy nó phun lửa nhá. Tí nó kiểm tra lại. Kiểm tra lại xem nào. Không thấy cái sợi animation là không hay rồi. Đây, sâu lên. Ok. Rồi, anh là Lee Kuei. Bắn cung. Anh ta đang, cô ta đang ở xa tầm bắn quá nên không bắn bắn được, phải đứng gần hơn một chút. À, đứng đâu bây giờ nhỉ? Đây hợp lý đấy. Đây. Đấy bắn được rồi. Khoảng 2 ô là bắn được. Ok. Cái này thì magic đó là của heal. Và cái này là loại bỏ các trạng thái bất lợi. Xem nào, chơi con này hít máu này. Đó. Các bạn ưu tiên sử dụng hồi máu cho tướng nhá. Nếu mà như vậy thì tướng của mình sẽ sống lâu hơn. Con này chậm, sắp hẹo rồi này. Em này đi chậm quá, đi lên đi. Tăng phòng thủ à? Được phết nhờ.
Game này châu chó đi. Ăn thì không 100%. Ok, búp cũng được là cũng được kinh nghiệm. Đấy, nó đánh mình đúng không? Mình cũng vẫn đánh lại được nó một phát. Mày nè. Ok. Con này nguy hiểm này. Ô đánh sẩy rồi em ơi. Con này thì khi đánh nó ấy, thì nó đánh lại rất là yếu, nhưng mà có khả năng phần trăm nhỏ là nó sẽ dùng phép để đánh ngược lại. Rất là mạnh. Đang lấy nhỏ thôi. Các bạn nhìn bên trong là thông tin của nó nhá. Đấy, có khả năng 20% hay là phản đòn bằng sét. Rồi đến anh Vinsert, mình đã sử dụng skill một phát. Skill của anh ta thì có Flame này, Geno Flame này. Ở bên dưới thông tin thì các bạn nhìn thấy là Power là để mà bắt tay bên này là sức mạnh. Này 200 luôn. Bây giờ mình thắc mắc của mình đang nó là hơi xa, bây giờ mình đi vào gần một chút này cho cái cự ly nhá. Nhưng không biết đi vào gần thì có thể sử dụng phép được không? Thôi ở đây đi. À, các bạn nhìn thấy cái vòng tròn xanh này không? Đó chính là gọi là khả năng lãnh đạo của anh ta. Nên là khi nào mà lính của anh ta ấy, mà trong cái vòng tròn xanh này ấy, thì lính của anh ta sẽ can đảm hơn. Và can đảm hơn thì sẽ đánh nhau sẽ khỏe hơn rồi đúng không? Để đánh trúng cao hơn, né cao hơn. Nên khi các bạn di chuyển tướng các bạn phải chú ý xem tính của mình ấy là chỗ nào. Cũng là nên ba vòng tròn nó không là nguy hiểm đấy. Và đi vào đây là sẽ không có gì dùng được gì rồi. Mình sẽ hủy động tác. Mình sẽ dùng phép thuật luôn. Geno Flame khá là mạnh. Mình sẽ sử dụng cái con nào mà nó kháng phép ít. Kháng phép, mình nghĩ nó là cái in cao thì sẽ kháng phép ít đấy. Con này nha. Xem nào. Skill diện rộng luôn, khỏe chưa? Quá là hài hòa luôn. Nếu mà đi vào gần một tí nữa thì chúng được nhiều con hơn. Rồi, tạm thế thôi, bây giờ thì mình sẽ để cho tự động thôi nha. Bạn thấy không? À, không những bình thường, đánh bình thường nó còn có cả chí mạng nữa. Hay ho vậy. Nếu để auto đánh ấy, thì nó cũng hơi bị lâu. Nhưng mà cảm thấy nó đánh nó nhàn nhất rồi các bạn ạ. Nó không phải điều khiển quân. Nếu mà mình bỏ cái phần sâu liver này như này nữa ấy, thì nó sẽ nhanh hơn, nhưng mà thôi để liver cho nó hay. Bình luận nha. Bình thường ngày xưa ấy, là mình chơi ấy, là đến cái phần này ấy, là mình sẽ bỏ ra ngoài xem phim. Nhưng tôi quay vì quay chơi lại quay video nên mình sẽ bình luận. Skill gì đây? Nhưng xin cái khóa phép à? Thấy rồi. Con này là con phép cũng khá mạnh này. Đúng đấy. Mạnh đấy. 192 đam. Khỏe thế. Con này làm gì đây?
Hồi máu, ok. Đấy. Cái hai áo tua cái là mình không biết được quân của mình sẽ làm gì á. Hay à. Mẹ con này ngu thế, lao lên làm gì? Con này yếu mà. Ở đứng sau mà dùng phép thôi. Lên chém chém luôn, sẽ úp sọt cho vỡ mồm. Mẹ, đấy. Tấp hẹo rồi. Ngu chưa? Ôi giời ơi mẹ, đấm con nào không đấm, đấm con trâu bò vãi. Kiểu này căng quá ạ. Làm gì? Búp giáp à? Giáp cho tiền tuyến không búp, búp cho hậu phương. Chán đời luôn. Mình nếu mà mình chơi mình sẽ búp cho con cho cái con thiên thần này kìa. Mẹ sắp hẹo rồi. Ui mẹ phun lửa. Đấy, các bạn thấy không? Level 1 đã phun lửa 3 ô rồi ấy. Hình như là lên level 10 sẽ phun lửa là 4 ô và lên level 20 phun lửa là 5 ô. Thế nên các bạn làm sao mà tạo thành một bức tường khoảng 4 5 người. Bề bề chiều dài là 4 5 4 5 ô ấy. Xong rồi hai con rồng hai bên mẹ khè cho thì nhức cả người luôn. Nếu mà có dịp thì mình sẽ làm thế cho bạn một lần nha. Còn nếu mà không thì chỉ auto thôi. Còn 52 máu đều giết được nó. Còn nếu không, cái con này nó chỉ búp thôi, nó yếu lắm. Nó chỉ đứng đằng sau thôi. Dùng hết mana là thì cũng hết mẹ công dụng. Quick yếu quá, ba người lính yếu quá, được mỗi mỗi insert là mạnh. Insert à, phép thuật siêu siêu đấy, có cái chiêu Flamme đấy khỏe. Đã là Poe gọi là 180 đúng không, mà lại có diện rộng nữa. Nếu mà để auto thì các bạn mua các con mấy các con phép này nó cũng xả skin cũng hay. Như là mình thì chơi auto ấy nên kiểu như chơi mấy cái con nó không tinh tế mấy cho nó hay, cho đỡ đỡ ngu ấy. Như mấy con như kiểu người đá này là mấy con hoa hoa ấy, nó chỉ đấm nhau tay bo thôi. Trời ơi. Tình hình còn này cũng chưa chắc đã thắng được quan đấy mẹ. Quan thua. Chém 9 mạng được có 100 máu. Có tình hình là hẹo là chắc rồi. Có 5-6 máu. Chết luôn. Đấy, con đấy mua đắt tiền lắm các bạn ạ. Không phải đùa đâu, đây bị đắt tiền luôn. Con đấy cũng hẹo luôn, tại vì con bọ cạp nó dùng độc. Mai mình bổ sung 3 em người đá nên chắc là đội hình này cũng cứng cáp hơn bao nhiêu. Với bọn người đá mình cũng rất là thích chơi, tại vì chúng nó rất là khó chết. Chúng nó khó chết nên chúng nó có thể lên là liver. Lên liver thì chúng nó khỏe. Cái level 10 chúng nó còn ném được cả đá nữa. Có một kiểu yếu điểm của nó là đấm 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 rất là hay bị mít bị sảy. Thế nên là nếu mà những cái con level cao ấy thì có thể trang bị cho nó mấy cái đồ tăng hit cũng được. Nhưng mà nếu mà nó chết là mất luôn nha. Thế nên phải trang bị mấy con level cao thôi. Đồ đá trong này cũng rất là hiếm. Cũng không. Rồi mẹ thằng này chạy rồi. Đến đời vãi. Má nó chạy đi kìa. Đây mình thua mẹ luôn à. Trận đầu ra quân đã thua. Ê. Đúng thôi. Thấy cũng hơi khăn, căng căng rồi.
Ok. Cũng chuẩn bị chạy hết rồi các bạn ạ. Ở tuần sau thì chúng ta sẽ quyết tâm chiến thắng thành tím. Tuần sau thì các bạn không phải thất vọng đâu các bạn ạ. Tại vì đội của mình nó cũng bên ấy giờ cũng khá là mạnh. Mẹ con này có cái chết không này? Chết thì bị thương. Chết thì bị thương nha, bị thương sẽ bị trả về nơi sản xuất. Có nghĩa là sẽ bị về thủ đô ấy. Sẽ phải một thời gian dưỡng thương. Không làm được gì. Và mỗi khi một tướng bị thương ấy, thì mình sẽ bị chậm đi một nhịp. Thì một thành là có 3 tướng đúng không? Nếu một tướng bị thương chỉ còn 2 tướng thôi. Và mình sẽ phải điểm một tướng lên để tối đa hóa đội hình. Hay, đấy, chết đấy. Và dẫn đến là mình bị chậm một nhịp. Chậm một nhịp tiến quân. Mít rồi. Nó chạy hết rồi. Nó sẽ đi lên vài nước rồi nó mới chạy. Mình nên cho con người đá đi cùng với thằng Ginsert nhỉ, tại vì nó bảo kê thằng ấy tốt hơn. Rồi ok. Đấy rồi. Và đội mình đã thua. Đấy, không phải đơn giản đâu. Chơi kiểu này nó mới thú vị chứ. Chơi mà cứ thắng mãi thì chơi làm gì đúng không? Chuẩn bị kỹ lưỡng thế mà vẫn thua. Rồi. Tiếp theo đó là mấy tướng mình mang đi quét đấy. Thì mình sẽ dịch cái phần nào thì dịch nha. Ma Legion đi quét. Anh ta tìm thấy một tòa tháp bỏ không. Anh ta nhìn ở bên trong thì có một cánh cửa dưng đóng lại. Một tòa tháp ma vào tối. Anh ta đã quyết tâm khám phá. Anh ta tìm được một tầng cao hơn. Trong căn phòng, anh ta nhìn thấy một chiếc sừng và một quyển sách. Anh ta bắt đầu đọc. Quyển sách thì có khá là nhiều các hình tượng đặc biệt. Đấy. Nhưng mà mình có qua rồi đúng không? Hình như là anh ta đã học được một cái gì đấy. Ôi trời, anh đọc sách và anh đã được cộng thêm 4 thông minh. Không quan trọng, thằng này thằng tướng lính, thằng tướng đam mà. Tiếp. Calota Quest. Calota đi vào một tòa lâu đài nha. Ok. Điều gì? Ở bên trong thì có một nhóm các hiệp sĩ ma đang bị bẫy rồi. Đấy, God Knight tấn công Calota. Calota hỏi ăn hành rồi. Calota cố gắng chạy thoát nhưng không được. Mình tưởng bị bẫy cơ. Anh là nhặt được cái gì cả? Chắc là đang chạy rồi nhặt được một cái gì đấy. Lô fan quét. Lô fan thì walking along trên một con đường và gặp một bà cô già. Người du hành có muốn biết về mệnh vận mệnh của mình không? Đó. Anh ta quyết định đồng ý. Người cô già vút ra một lá bài trong bộ bài. Cô già nói: "Aha, một chiếc bài phép thuật. Anh đã gặng hỏi để lấy thêm thông tin nhưng cô ta không nói gì. Ta không thể nói ngươi, thiên cơ bất khả lộ. Ta sẽ cho ngươi sức mạnh ở trong lá bài.
Thêm 5 mana. Ok. Rồi bây giờ như này nhá. Mình sẽ dịch một số gọi là hình ảnh cho nó chưa bao giờ mình dịch thôi. Còn nếu như khi các bạn đã xem quá quen thuộc ở phần quét này rồi ấy, thì có lẽ là mình sẽ bỏ qua. Mình sẽ chỉ dịch và đi sâu vào những cái phần mà gặp các tướng thôi. Rồi, ok. Là mình cử đi tổng cộng là 6 vị tướng đi làm quét. Thì mới có 3 vị tướng về thôi. Có khả năng 3 vị tướng kia vẫn đang đi làm. À, Loxland, Vua Kai và cô gái, em gái của anh ta Meriod muốn gặp người. Chính là nước xanh lá cây bên dưới đấy, chắc là muốn kết liên minh. Good to see you again, Princess. I'm Kai's sister, Marriott. Nice to meet you. Rất vui được gặp người. Nói chung mấy câu chào hỏi đơn giản thôi. Princess Marriott, you have both traveled far. Welcome. Zinland, Kaleon đã rất lâu đã là đồng minh của Amerikia. Chúng tôi nói chúng tôi sẽ trong thời gian chiến tranh, bạn có thể yên tâm tin tưởng ấy. Và Kaleon, Lan cảm ơn vị vua thông thái. Nó là điều rất là khích lệ tôi. Nói chung là cái đồng minh Nogard Izanoth và Icalio phía đông nam sẽ là kẻ thù của chúng ta. Nogard thì chắc chắn rồi. Egaret thì cũng thế. Ok, cảm ơn. Cô gái này rất là tinh nghịch nha, rất là quý anh trai của mình. Chúng ta hãy cùng thưởng thức các món hải sản và hoa quả cách đây thôi. Tôi rất là mong chờ. Hy vọng là bạn sẽ quan tâm tới bản thân của mình. Galeon và New Amakia đã kết đồng minh. Ok, nếu mà muốn phá đồng minh thì các bạn chỉ cần mang tường đến đánh một thành của nước xanh thôi. Vậy là sau phase vừa rồi thì chỉ có một trận chiến xảy ra thôi. Một trận chiến mà mình đã bị thua. Đúng không? Bây giờ thì mình sẽ có đủ lực lượng rồi, sẽ đánh được một thành bên tím nhá. Nào, bây giờ đây có mấy tướng này. Thì cũng có 3 tướng mới đi quét về đúng không? Thì họ cũng mình sẽ phân ra làm hai đạo, một đạo tấn công bên trên, đạo tấn công bên dưới. Và đạo này sẽ tấn công đây thêm một lần nữa. Ok. Đó sẽ là phương châm của mình ở tương tới. Và mình nghĩ thì đến đây thì cũng thời lượng video cũng dài rồi, và mình sẽ xin dành lại những cái phần mình nói cho tập tập 2. Xin chào. Chúc các bạn một ngày tốt lành.